Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Báo Hà Tĩnh. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đáng chú ý hôm nay. Ngày 18 tháng 11, phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 47 bị cáo khác tiếp tục với phần bào chữa của luật sư. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, hiện tại 658 mã tài sản của bị cáo Lan đang bị kê biên. Tuy nhiên, đã có nhà đầu tư bày tỏ ý định đưa vốn vào để phát triển các tài sản này, qua đó tạo ra nguồn thu cho bị cáo nhằm khắc phục hậu quả của vụ án. Luật sư cũng nhấn mạnh, việc yêu cầu bị cáo nộp tiền mặt là rất khó khăn, trong khi việc xử lý tài sản sẽ giúp thu hồi một phần thiệt hại. Vị luật sư cũng cho biết thêm, dự án 6A với diện tích 26 ha tại khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh của Trương Mỹ Lan chưa bị kê biên hoặc thế chấp, có tỷ phú người Malaysia sẵn sàng đầu tư vào dự án. Sau khi trừ các chi phí, dự án này dự kiến sẽ tạo ra số tiền lên tới 20.000 tỷ đồng, số tiền đủ để bị cáo Lan khắc phục hậu quả. Cũng liên quan việc khắc phục hậu quả, luật sư đã đề xuất tòa án xem xét các điều kiện giam giữ đối với bị cáo Lan trong trường hợp bị cáo bị xử án tử hình. Theo đó, nếu bị cáo bị kết án tử hình, việc thi hành án sẽ gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến khả năng khắc phục hậu quả. Ngược lại, nếu bị cáo được áp dụng tù chung thân, khả năng thu hồi tài sản và khắc phục thiệt hại sẽ dễ dàng hơn, đồng thời giúp nhà nước thu lại tài sản thiệt hại nhanh chóng hơn. Trước đó, hôm 15 tháng 11, tại phần luận tội và đề nghị án, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Mỹ Lan đối với hai tội danh, tham mô tài sản, tử hình và đưa hối lộ 20 năm tù. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, giảm mức án sơ thẩm từ 20 năm tù xuống còn 16 đến 18 năm tù đối với tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp các mức hình phạt, bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn phải chịu trách nhiệm với mức án cao nhất là tử hình. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên mức án tử hình cho 3 tội danh: tham mô tài sản, tử hình, đưa hối lộ 20 năm tù và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 20 năm tù. Viện Kiểm sát đánh giá bản án này là đúng người, đúng tội, không oan sai. Mặc dù bị cáo đã nhận được nhiều bằng khen, thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối cải, tự nguyện đề xuất phương án khắc phục hậu quả cho toàn bộ vụ án và đã nộp thêm gần 3.000 tỷ đồng. Nhưng với đơn kháng cáo các tội danh tham ô tài sản và đưa hối lộ, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo đã thực hiện nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng các thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Dù có thêm tình tiết giảm nhẹ, nhưng Viện Kiểm sát nhận định vẫn chưa đủ điều kiện để giảm nhẹ hình phạt cho Trương Mỹ Lan ở hai tội danh này. Theo nội dung vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ từ 85 đến 91,5% cổ phần SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có quyền lực, chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty ma, thuê nhiều cá nhân, câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm. Bên cạnh đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau giải ngân, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu để che giấu sai phạm, mua chuộc, tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước, làm trái công vụ. Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án liên quan dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, khu đô thị Phan Thiết. Trong những người này có ông Đỗ Ngọc Điệp, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Đồ án Quy hoạch Chi tiết khu đô thị Phan Thiết, nguyên thành viên Hội đồng Thẩm định Giá đất của tỉnh Bình Thuận bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngoài bị truy tố, 9 thửa đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến ông Đỗ Ngọc Điệp bị cơ quan điều tra kê biên để đảm bảo thi hành án.
Theo tài liệu, cả 9 thửa đất này đều nằm ở thôn Tiến Phú, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, có tổng diện tích là 4.230 m², trong đó hơn 2.000 m² nhà đất, hơn 2.000 m² đất tại thôn Tiến Phú, xã Tiến Lợi. Kết luận nêu, ông Điệp trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, được ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận phân công làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Đồ án Quy hoạch Chi tiết xây dựng khu đô thị Phan Thiết tỷ lệ 1/500 và thành viên Hội đồng Thẩm định Giá đất của tỉnh Bình Thuận. Cơ quan điều tra xác định ông Điệp là người có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế đất đai, đầu tư, quy hoạch xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất. Ông Điệp cùng với các thành viên Hội đồng Thẩm định Giá đất đã tham dự đầy đủ các cuộc họp về việc thẩm định giá đất tại dự án, như thẩm định việc áp dụng nguyên tắc xác định giá đất theo quy định luật đất đai trong xây dựng phương án giá đất, thẩm định việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất theo quy định, thẩm định tính trung thực khách quan của các thông tin số liệu về thửa đất, giá đất thị trường đưa vào tính toán trong xây dựng phương án giá đất. Sau đó, lãnh đạo tại Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho ông Lê Tiến Phương xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về phương án giá đất dự án khu đô thị Phan Thiết với giá 2,577 triệu đồng 1 m² trái quy định pháp luật. Kết luận điều tra cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành kết luận yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh này cần lưu ý việc xác định rõ thời gian thực hiện dự án để tính toán số năm được chiết khấu theo phương pháp thặng dư cho đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, cộng đồng xã hội và nhà đầu tư. Tính toán tỷ lệ đất được bán hàng năm đảm bảo thực tế, cần tách riêng đất xây nhà cao tầng với các loại đất khác để tính giá và xác định suất đầu tư kết cấu hạ tầng dự án phù hợp với tình hình kinh tế xã hội địa phương. Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Điệp biết đơn vị tư vấn là Sở Tài nguyên và Môi trường đã không thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhưng vẫn dự thảo phương án giá đất trên và vẫn cùng các thành viên Hội đồng Thẩm định Giá đất tính thống nhất giá 2,577 triệu đồng 1 m² trái quy định, gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của ông Đỗ Ngọc Điệp đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí với vai trò đồng phạm giúp sức. Sáng ngày 18 tháng 11, trao đổi với báo chí, ông Lê Anh Tuấn, anh trai ông Lê Anh Tú, trụ xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai, người được biết đến là Thích Minh Tuệ cho biết, em trai ông đã viết thông báo tạm ngừng việc đi khất thực. Sáng cùng ngày, trên trang web công ty của anh trai ông Lê Anh Tú có thông báo bằng đơn viết tay của ông Minh Tuệ về việc ông sẽ tạm dừng khất thực. Bản chụp tờ thông báo viết tay không để nơi gửi được đăng tải kèm theo con dấu và nội dung xác nhận của công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ bên dưới. Trong thông báo này, ông Minh Tuệ cho biết vì điều kiện xã hội, an ninh chưa phù hợp cho việc tu học theo hành nên chỉ tập học khất thực khi nào đủ điều kiện, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn xã hội, không tụ tập đông người. Ông Minh Tuệ cho hay, khi đi khất thực không cần người đi theo bảo vệ, cũng không cần người đứng hai bên đường chào đón la ó kêu gào ồn ào, không đúng với chánh pháp. Do đó tạm thời sẽ chưa đi khất thực, khi nào không còn tụ tập đông người hai bên đường thì mới tiếp tục. Theo ông Minh Tuệ, việc tập trung trên đường như vậy rất mất trật tự và lộn xộn, ảnh hưởng quá trình tu tập. Ông Minh Tuệ viết, mọi người tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng. Tụ tập đông người phải đúng nơi quy định và phù hợp với thực tế điều kiện và hoàn cảnh. Nếu được như vậy thì rất hạnh phúc và tốt đẹp, mong mọi người giúp đỡ. Liên quan đến thông báo này, đại diện chính quyền địa phương cho biết, đến nay Ủy ban Nhân dân xã Ia Tô, huyện Ia Grai chưa nhận được văn bản thông báo nào của ông Minh Tuệ về việc trên. Trước đó ngày 14 tháng 11, ông Minh Tuệ có giấy ủy quyền cho ông Lê Anh Tuấn, anh trai và công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ giúp đỡ về thủ tục giấy tờ hành chính, thực hiện các quyền công dân theo quy định pháp luật để dành thời gian tu hành. Trao đổi với báo chí, ông Tê, một người bạn học từ nhỏ và sống cạnh nhà ông Thích Minh Tuệ cho hay, những ngày gần đây có rất nhiều người tới tìm gặp, đảnh lễ với ông Minh Tuệ. Hầu như buổi sáng mỗi ngày đều có cả ngàn người tìm đến, ô tô đậu dài cả cây số trên đường thôn. Ông Tê nói, sáng ngày 17 tháng 11, tôi có ghé xuống thì thấy dòng người đứng hai bên đường rất đông. Khi thấy ông Minh Tuệ khất thực đi tới, nhiều người ùa tới muốn đưa tay chạm vào và la ó rất ồn ào. Thấy vậy, ông Minh Tuệ nhận chút thức ăn khất thực rồi quay về nơi trú ngay, không đi xa như mọi hôm nữa,